Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại Kiev cùng các nước đồng minh ngày 27 tháng 11, khởi động kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc trị giá 150 triệu đô la Mỹ cho các nước dễ bị tổn thương nhất bởi nạn đói và hạn hán. Ông Zelensky nhấn mạnh, sáng kiến ngũ cốc từ Ukraine đã chứng minh an ninh lương thực toàn cầu không chỉ là những lời nói suông đối với Kiev. Theo ông Zelensky, Kiev đã huy động được 150 triệu đô la Mỹ từ hơn 20 quốc gia và Liên minh châu Âu EU để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước bao gồm Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Yemen. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine phát biểu tại hội nghị, chúng tôi có kế hoạch gửi ít nhất 60 tàu chở nông sản xuất phát từ các cảng biển của Ukraine để đến những nước đối mặt nguy cơ cao nhất về hạn hán và nạn đói. Theo tờ The Guardian, các tàu ngũ cốc Ukraine có thể khởi hành vào giữa năm 2023 tới một số nước nghèo nhất thế giới ở châu Phi. Ba con tàu đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành từ cảng Odessa đến Sudan, Somalia và Yemen. Ông Zelensky cho biết, ông khởi động chương trình này vào dịp kỷ niệm Holodomor khi hàng triệu người Ukraine thiệt mạng trong nạn đói từ năm 1932 đến năm 1933. Chương trình đang được hỗ trợ bởi một nhóm điều phối quốc tế mới để ngăn chặn nạn đói. Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự trực tiếp của Thủ tướng Bỉ, Ba Lan và Lithuania, Tổng thống Hungary, Tổng thống Đức và Pháp, cũng như người đứng đầu Ủy ban châu Âu đã có bài phát biểu qua video. Trong đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố khoản đóng góp 6,24 triệu đô la Mỹ cho việc vận chuyển và phân phối ngũ cốc từ Ukraine đến Yemen và Sudan thông qua chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc. Một tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh cho biết, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, thế giới đã nhận được ít hơn 10 triệu tấn nông sản so với cùng kỳ năm 2021. Mới đây, số liệu do Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố ngày 21 tháng 11 cho thấy Ukraine xuất khẩu gần 16,2 triệu tấn ngũ cốc trong mùa vụ 2022-2023 cho đến nay, giảm 31,7% so với 23,8 triệu tấn xuất khẩu cùng kỳ mùa vụ trước. Hồi tháng 6, phương Tây yêu cầu Nga ngừng phong tỏa các cảng ven biển đen của Ukraine để cho phép số ngũ cốc khổng lồ được đưa ra thị trường thế giới. EU cũng ủng hộ các nỗ lực của Liên Hợp Quốc làm trung gian cho thỏa thuận giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề. Tuần trước, Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc hành lang biển đen thêm 120 ngày. Kể từ khi thỏa thuận được đưa ra lần đầu tiên, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Nga đối với ngũ cốc của Ukraine qua biển đen đối với Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng 11 triệu tấn sản phẩm nông nghiệp của Ukraine đã đến 38 quốc gia.